chả biết lúc nào. Tôi có đứa con dâu một bụng chửa vượt mặt thế kia nhỉ. Cô mà không đẻ được thằng con trai, đừng mơ cưới xin gì hết nhá. Bạn tôi nó chưa biết là tôi chứa chấp một cái con bé có bồng mà trước ấy. Ở trong này đi cũng sống mặt tôi. Nhưng mà mẹ... Mẹ con gì kỳ vậy? Mẹ ơi. Điên, đi. Đi, chỉnh lại đi. Sao? Sao lại là con cái đứa bụng chửa vượt mặt mà ngất trong nhà thế này? Mẹ cháu xấu hổ nên không muốn cháu ra ngoài ạ. Giờ á, già cả hết rồi, không biết thương con thương cháu á, chỉ có nước mà ở với mình thôi. Em vào đây. Em ngồi đi. Mẹ ơi, đây là Ly ạ. Dạ, con chào mẹ ạ. Ơ kìa mẹ, con dâu tương lai chào mẹ, sao mẹ quay mặt đi? Chả biết lúc nào tôi có đứa con dâu một bụng chửa vượt mặt thế kia nhỉ. Ra ra. Mẹ, thực ra là lỗi của con ạ. Mà cháu nội của mẹ sắp chào đời rồi, mẹ đừng gây khó dễ với cô ấy. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Con 21 tuổi ạ. Học hành thế nào? Bố mẹ cô làm cái gì mà để cho cô ếch bụng ra thế này hả? Dạ, con mới tốt nghiệp cao đẳng ạ. Bố mẹ con đã mất từ lâu, con không còn họ hàng ạ. Mẹ, thì con đã nói mẹ rồi, thực ra là lỗi của con mà. Mẹ đừng hằn học với cô ấy, tội cho cô ấy ạ. Mẹ dẫn này bao nhiêu mối về nhà tử tế ngon nghẻ như thế hả? Mà mẹ đâm đầu vào cái thứ này hả? Bây giờ nó chửa ấy bụng ra kìa. Trời ơi. Mà thôi, mày muốn sống thế nào mặc xác mày nhá. Khôn thì ăn cơm, còn ngu thì ăn. Mẹ, thế còn chuyện cưới xin thì như nào ạ? Cưới xin á? Vâng. Không có cái vụ cưới xin đấy đâu nhá. Nghe chưa? Cưới xin như thế này nó ấn ra thế này để xấu mặt tao ra à? Hả? Cứ để đi rồi tính. Ok mẹ. Mẹ. Thôi, không sao đâu. Mẹ anh chắc là nói linh tinh đấy. Em đừng để bụng nhá. Này, 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 này. Cô lau cho sạch vào. Nhìn nữa này, cái chỗ này như thế này, bẩn như thế này đấy à? Hả? Lau để người ta phải nhắc. Mà này, cô phải biết ơn tôi nhá. Tôi cho cô về cái nhà này nhá. Chưa biết cô đẻ con trai hay con gái đâu. Nhà này ấy, mấy đời độc đinh đấy. Cô mà không đẻ được thằng con trai, đừng mơ cưới xin gì hết nhá. Ơ, sao em ngồi trong phòng nghỉ ngơi? Mà hôm nay em có bị chuột rút nữa không? Em không sao, anh đi rửa tay đi, rồi còn ra ăn cơm. Mẹ ơi, sức khỏe của Ly từ lúc mang thai vẫn còn kém, nên là mấy việc nhà này mẹ cứ để con làm cho nhá. Anh cứ làm như tôi bắt nạt vợ anh ấy. Tôi mới chỉ nhờ nó có lau cái bàn này thôi nhá. Chứ ngày xưa tôi chửa anh ấy, tôi còn phải gánh gạo bục mặt ra đấy. Thì con có trách mẹ để Ly làm việc nhà đâu. Con chỉ muốn là mẹ quan tâm Ly nhiều hơn thôi mà. Vâng. Thế thôi, thế từ nay tôi không dám nhờ vợ vàng vợ bạc của anh nữa nhá. Không sức vẻ gì ấy, anh lại đổ thừa cho tôi. Thôi, em vào nhà nghỉ đi. Để anh lau cho. Rồi, chờ tôi tí nhá. Rồi, chúng ta ra mở cửa. Đi vào đây, ở yên trong này, cấm thò mặt ra ngoài nghe chưa? Nhưng tại sao vậy mẹ? Nhưng cái gì? Bạn tôi nó chưa biết là tôi chứa chấp một cái con bé có bầu mà trước tôi ấy. Ở trong này đi cũng sống mặt tôi. Nhưng mà mẹ...
Mẹ mẹ con phan gì kỳ vậy? Mẹ ơi, mẹ. Cầm mình. Rồi đi vào đây. Rồi bà vào đây. Ôi lâu lắm rồi mới thấy vào đây đấy. Rồi. Rồi đấy. Rồi. Bình thường ấy, thằng Hiếu nhà tôi cứ đi làm suốt ngày đấy. Mỗi mình tôi ở nhà bà thấy có buồn không? Ở nhà mà buồn thế này thì cưới vợ cho thằng Hiếu đi. Xong rồi thêm đứa cháu nữa cho nó vui cửa vui nhà. Ôi bà ơi, bà cứ làm như là thân già này không biết là mong con mong cháu lắm hay sao ấy. Thế nhưng mà bây giờ ấy, cưới vợ khó cực kỳ như trên mây ấy. Này, đứa này thì được cái nọ thì lại mất cái kia. Đây bà thử hỏi xem. Làm gì có ai được hoàn hảo đâu hả bà. Cứ miễn là chúng nó có tình cảm thương yêu nhau là được rồi. Ôi bà nói thế chứ tôi nói bà nghe chứ. Thì bây giờ chúng nó đâu phải là cưới dâu về cứ như là mua mớ rau, mua con cá ngoài chợ đâu mà bà bảo tình cảm là được, đúng không? Thế thằng Hiếu đã có người yêu chưa? Mà bà gắt gớm thế. Ôi, thằng Hiếu nhà tôi thì gái nó theo đầy. Đấy, nhưng mà vì như thế cho nên tôi phải lựa chọn kỹ càng bà. Ôi, bây giờ chúng nó cứ thương yêu nhau. Bà nhìn thấy được thì cưới luôn cho chúng nó đi. Chứ bà cứ kén cá chọn canh à, thì chả ra đâu vào đâu đâu. Rồi, tôi biết rồi. Làm vài ván đi. Lâu rồi không ạ? Đây, có bà phát đã để sẵn rồi. Cũng có lý nhỉ. Nghe, ngồi đây. Rồi. Vẫn thế nhá. Xem này à, ai mà thắng thì làm với chầu cà phê nhỉ? Này, lâu lắm rồi. Cái bà cà phê dưới cũng bảo mình. Dạo này chả thấy bà Tường đến đây chơi bà Dung gì cả. Vâng, dạ. Ăn không? Không. Đấy, thế thì ăn làm sao được bây giờ? Đây. Cầm cao cái bài lên, không lại kêu tôi nhìn hết bài. Ôi dồi ôi, tôi vừa đánh con này rồi, bà đánh con này à? Ây, trời ơi. Ây, trời, này. Kìa đánh đi, ai nhắn gì đấy? Không, trời ơi. Ai nhắn đây? Trời ơi, mệt quá bà. Bốn đây, đây, ba đây, bà đánh đi. Trời, thế thì ăn sao nhỉ? Ai gì ta? Này, đây, mỗi con. Nè. Đây, tám mà không phải măn đấy nhá. Kinh, bà đẹp. Lâu lắm rồi thấy cô đến chơi. Cô giờ này cũng bận. Thì con đi làm về có mệt không? Thì sắp mua tô chưa? Dạ, cháu đang cố gắng á. Mà mẹ ơi, đi đâu rồi ạ? Ly nào? Thằng này vừa mới đi làm về cứ là hỏi nguyên tha đi thuyền. Vào cứ thay quần áo đi. Vâng ạ. Thiên! Đi! Đi! Chỉnh dậy đi! Thiên! Ly nào? Em ngồi xuống. Thôi thôi. Sao lại là con cái đứa bụng chừa vượt mặt mày ngất trong nhà thế này? Đây là vợ cháu ạ. Hả? Vợ nó? Chuyện này dài lắm, bà cứ kể cho bà xong. Mệt lắm thôi. Mẹ có đau ở đâu không? Em Ly. Em đói. Không sốt cháu ạ. Có khi là chỉ bị tụt huyết áp thôi. Lấy cho tôi lúc đường lên nhanh lên. Thế sao mà bác đến từ sáng giờ cháu chả nhìn thấy cháu ở đâu cả? Mẹ cháu xấu hổ nên không muốn cháu ra ngoài ạ. Ôi mẹ bảo em ở nguyên trong nhà, em cũng ở à? Em sợ bị mẹ mắng, khát nước cũng không dám ra ngoài uống. Mẹ, uống chút đi con. Cô ấy mang thai cháu ruột của mẹ đấy. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Sao mẹ có thể đối xử cô ấy như vậy được? Mẹ sợ mất mặt. Ôi, tôi bà quen nhau mười mấy năm nay rồi mà lại còn sĩ diện như tôi à? Giờ đẹp mặt chưa? Con dâu bụng mang dạ chửa ngất xỉu vì đói thế này này. Tủi chịu bà đấy. Con cứ nghĩ là có mẹ chăm sóc Ly để con có thể yên tâm đi làm hơn. Nhưng mà mẹ đối xử cô ấy như này
từ ngày mai bọn con sẽ đi ở riêng. Con đừng ra ở riêng, mẹ có mỗi mình con, bây giờ con ra ở riêng thế này thì chết mẹ à. Thôi mẹ hứa là từ nay giờ đi mẹ sẽ chăm sóc nó cẩn thận nhá. Con nhớ. Tội bà, đi làm dâu rồi, khổ nhiều rồi. Bây giờ bà phải biết thương chúng nó chứ. Hay là bà lại muốn chúng nó cũng khổ như mình như ngày xưa ấy, thì bà mới vừa lòng. Mẹ xin lỗi hai đứa nhá. Tại vì mẹ già rồi cho nên là mẹ nghĩ quẩn, hai đứa bỏ qua cho mẹ nhá. Ý em thế nào? Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu mình dọn ra ngoài ở riêng, để mẹ ở nhà một mình, em sợ là... Đấy, bà thấy chưa? Nó chưa làm mẹ chồng đâu, nhưng mà nó biết nghĩ cho bà đấy. Giờ á, già cả hết rồi, không biết thương con thương cháu á, chỉ có nước mà ở với mình thôi. Con thấy thế nào rồi con? Dạ, con đỡ rồi ạ. Xin lỗi hai đứa nhá, đừng giận mẹ nữa nhá. Dạ.